gió qua lúa tàn lá rơi chiều vắng. Bốn bên núi đồi gió lạnh chiều đông, áng mây cuối trời đã xa rồi, tiếng chim vắng xa về cuối thôn. Bước chân trên vàng néo qua sườn núi, tháng năm hát nhiều tấm thân nghèo khó, đôi nọ cô lì đã bao đời hồng nhan. Ê, anh Tư Trân, anh có sao không? Có sao là sao? Có. Sao trên trời con giờ này sao đâu? Không phải, em nói là anh có bình yên không, có bị gì không? Ủa, bị gì? Anh đâu có bị gì đâu. Ủa, anh làm gì anh không hiểu gì hết trơn hả? Gì vậy? Trời ơi, sao mà em đi tới đâu á, em cũng nghe nói là anh đánh lộn bị bắt á. Trời đất ơi, ai nói ác vậy? Anh có đánh lộn đánh lạo với ai đâu? Không có đánh lộn với ai hết hả? À mà sao anh đi mất biệt tượng qua tới nay vậy? Rồi sáng nay nè, em ra chợ nè, em nghe người ta nói là Châu Từ Trân đánh lộn bị bắt giam ở trong huyện á. Nói vậy mà nói được. Vậy là họ lầm anh với người nào rồi? Hoặc giả là tên trùng tên. Chứ còn việc hôm qua tới giờ anh mới về lại nhà, lại biết tại sao là tại anh uống rượu. Ở nhà một người bạn rồi ngủ luôn tại đó. Người bạn nào? Thôi ông nói. Hả? Người bạn nào? Nói vậy chứ đâu có gì đâu mà em sợ. À nè, ý quên nữa. Anh tặng cho em một vật này mà anh cứ quên hoài à. Chờ chút. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Đau má rơi tim rồi. Cái gì vậy anh? Bọc ngọc. Hả? Cái gì bọc ngọc là cái gì? Ngọc trong bọc. Ai mất tiêu. Ngọc ở trong bọc của anh phải không? Bọc nằm trong cái ngọc nằm ở trong cái bọc nó mất tiêu rồi. Anh nín đi đừng có khóc mà. Trời ơi, con đừng có khóc nữa. Nín mắt đi, để lát em vô trong em tìm cho. Khóc hoài, đàn ông mà khóc hoài. Trời ơi, em không biết chứ. Em biết cái viên ngọc để làm gì phải không? Để làm gì? Để tặng cho em nè. Hả? Em biết để làm chi không? Để làm chi anh? Đó là vật sinh lệ mà chúng ta đã đợi. Chờ suốt mấy mùa đông canh rồi đắp xây mong lòng, nhưng trân châu là của hàng quý tộc, sao mẹ của anh lại có được? Lúc mẹ từ trần anh mới lên bốn lên năm, còn thơ ngây dại cờ. Anh chỉ mang mang nhớ mẹ kể rằng có một người hào hoa phong nhã, một đêm gặp gỡ trên thuyền rồi chia tay đôi ngã. Viên ngọc trân châu người tặng mẹ anh trước khi xa cách, đến nay đã quá 20 năm, mẹ anh mất rồi người ấy cũng biệt tâm. Trời ơi, tội nghiệp mẹ anh quá ha. Mắt ông này kỳ thiệt á. Tự nhiên đưa viên ngọc cái đi à. Cha vô duyên quá. Hổn. Cha anh mà em nói vậy đó hả? Xin lỗi em quên. 20 mấy năm dài, chuyện tình trong quá khứ đã phai mờ như sương khói. Ai còn nhớ làm gì một giọt máu bỏ rơi.
còn anh. Còn anh thì thân ăn mài rách rưới đơn côi, sống nhờ chén cơm thừa của thiên hạ. Nhớ những buổi trời đóng tuyết giá, mình dắt diều nháo qua xóm nhỏ vào thôn, ngửa tay xin từng lon gạo bát cơm, sống bằng những tấm lòng nhân ái. Cuộc đời cũng như mây trời bay, rừng xanh núi cao gió sương phù dặn. Dù gian khó lòng chẳng đổi thay, tình dần sang như mùa xuân. Gió đông đã qua ngàn sáng lá vàng rơi, chợt nhớ những đêm bên anh lửa. Dẫu bao khổ đau tình dân xanh ngàn sao, lòng ta như gió ngàn khơi. Chú Từ Trân ơi, dù anh là một hoàng tử cao sang hay một gã ăn xin cơ hàng khốn khổ, em vẫn yêu anh như buổi đầu gặp gỡ, đã chia nhau từng giấc cơm dưới mái hiên nơi quán trò bên đường. Sương trắng bay bay giá lạnh phủ đêm trường, mạnh chiêu tả tới chia nhau từng hơi ấm, mình đã sống chung cùng trọ ngày nào khắp phố phường hai đứa xin ăn, tối về vô giấc dưới túp lều nhỏ nhỏ, cá cặn cơm dư hơn cao lương mỹ vị, giấc na bên thương ngắt ngọc cũng vàng. Có thể anh là dòng dõi cành vàng lá ngọc, nhưng không một ai biết anh qua danh tánh Châu Từ Trân. Cũng không màng phú quý đỉnh chung, chỉ ngại nỗi đôi mình xa cách. Bích Phượng ơi, anh sợ lắm những mùa đông giăng giặc, không bếp lửa hồng sưởi ấm mạnh hồn đơn. Anh nhớ người mẹ hiền nơi bên Tô Giang, sống cơ cực trong túp liều tâm tôi. Trước khi nhắm mắt còn nhìn anh lần cuối, trong khi ngoài trời lất phất mưa bay. Đêm nào khi tình men say, anh ngồi ôn lại trăng cay một mình. Đợi bao giờ mưa lạnh ngừng trôi, em không còn nghe giọng ngâm thơ buồn nức nở. Đó là lúc trên néo đường mưa gió, anh đã âm thầm giá biệt mái liều xưa. Anh, tại sao anh định rời bỏ nơi này? Anh muốn trở về quê mẹ. Em sẽ đi với anh. Hả? Có thật thế không hả Bích Phượng? Thật mà. Bích Phượng. Từ Trân. Bích Phượng. Ý? Cái gì vậy? Anh Trần Xuân Vũ vậy kìa. Trời, em làm hết hồn tưởng gì. Anh buông em ra đi. Anh biết hai đứa mình thương nhau chứ bộ. Ôi, buông ra anh thấy anh cười chết à. Không buông, anh biết hai đứa mình thương nhau chứ bộ. Ôi, kìa quá. Bích Phượng, Bích Phượng. Anh Vũ, trời ơi, quần áo đâu mà nhiều vậy? Đánh bạc ăn. Đánh bạc ăn thua bằng quần áo hả? Tụi nó thua hết tiền, lột quần áo ra đặt ăn luôn. Trời đất ơi, tụi nó định làm ngang tính giật lại á, bị tụi đánh cho sặc máu mũi. Tụi nó la làng quan quân tới bắt, ngủ khám mới một đêm. Ngủ có đêm hả? Ờ à. Thì ngủ có đêm cái họ thả anh về. Ờ nó mà thả, tôi leo rào trốn, ghé quán rượu uống mấy ly, không có tiền trả. Tôi mới nhớ chật lại gói quần áo còn bỏ quên trong khám, lật đật trở lại tôi đòi chứ.
Thở đời nay vượt ngục mà còn trở lại đòi đồ. Ai ai, vậy mà thằng cha Tri Huyện lật đật lấy ra trả, hai tay cung kính đưa cho tôi, và còn nói nếu mất món đồ gì hắn nghe ta sẽ bồi thường. Tôi lục gói đồ thấy mất tiêu viên ngọc, anh thật là báo hại làm sao. Quần áo của tôi anh lấy ra anh mặc, tiền tôi trong bao anh lấy đi đánh bạc. Nhưng chỗ anh em tôi chẳng có thiết gì đâu, chỉ có viên ngọc vật của mẹ tôi để lại, giờ đã mất có biết làm sao kiếm lại. Được rồi, lão Tri Huyện có hứa sẽ biểu vợ thằng giáo đầu đem trả lại ngài. Ủa, tại sao lại là biểu vợ của giáo đầu? Vì thằng giáo đầu có cái tánh tham lam, lấy bọc quần áo của tôi đi tuốt về nhà, vợ nó cũng không vừa thấy viên ngọc, bà ám luôn. Anh nghĩ coi, chiều hôm qua tôi về nhà tính kiếm anh mượn chút ít xài đỡ, anh đi đâu mất tiêu. Thấy gói quần áo của anh, tôi bợ liền tính đem cầm xài đỡ, không ngờ xảy ra cái chuyện đánh lộn làm mất mát đồ đạc kỷ niệm của anh. Anh Trần ơi, mà lạ lắm anh. Lạ chuyện gì? Hồi tôi trở lại đòi bọc quần áo, lão Tri Huyện có hỏi tôi có phải tên là Từ Trân không. À, chắc có lẽ là lão thấy sách vở trong bọc á, có đề tên của tôi chứ gì. Chắc vậy, thấy lão có đề quyết tôi là ông Từ Trân, tôi phát ghét quá. Ừ đại, nghe tôi nhận là Châu Từ Trân là mừng quýnh hối lính hầu dọn một mâm rượu thịt ê hề. Trời ơi, vậy chắc ăn dữ lắm ha, có ăn không? Sao không ăn, ngu sao không ăn. Đồ ăn nhiều quá, tôi cắn miếng tôi bỏ, tôi cắn miếng tôi dục, tôi cắn miếng tôi bỏ, cắn miếng tôi dục. Tôi ăn được có vài miếng thôi à. Tôi coi lại gói đồ, không thấy viên ngọc. Tôi hỏi lão, thì lão trả lời ấm ớ. Tôi nổi gió, tôi đá đổ bàn rượu, đấm thằng cha mấy đấm rồi chạy tuốt về đây. Chà, vậy là tôi thấy cuộc đời của anh coi bộ sắp lên hương rồi đó nghe. Vậy thì từ nay sắp tới đó ha, anh có quyền lấy tên tôi xài luôn. Thiệt hơn đó. Thiệt chứ, tên tôi sao xui quá à. Thôi bây giờ vậy tôi cái tên của tôi sang lại cho anh đó. Nếu có dịp mai bất ngờ đưa đến, tôi hứa không bao giờ quên anh, Châu Từ Trân. Gì Châu Từ Trân? Châu Từ Trân là tên anh, thấy không? Bây giờ nè, tại sao anh gọi tên anh? Anh nên nhớ từ giờ phút này Châu Từ Trân là anh, còn tôi anh cứ gọi là thằng Bảo. Bảo huynh, tất cả bằng hữu trong nghề hành khất, chỉ có một mình Bảo huynh là thật sự thương tôi. Chúng ta đã là bạn tâm giao, từng chia sớt ngọt bùi, sao anh lại thắc mắc chuyện ân chuyện nghĩa? Bảo huynh ơi, tôi là Trần Xuân Vũ, một cái tên không cội, không biết ai đã sanh ra tôi và đã đặt tánh danh, giờ lại mang tên bạn hữu Châu Từ Trân. Đời tôi lại một lần thay đen đổi trắng, ta không làm bạn với nhau từ quãng đường mưa nắng, mà còn làm bạn lòng khi vào tử ra sân. Chén rượu đêm đông khóc thê thai nhân tình, muôn tâm sự chôn vùi trong giấc mộng. Nhưng tôi chỉ là một lãng tử bơ vơ, sanh vô gia cư tử vô địa tang. Một buổi gặp anh kết làm bầu bạn, giữa một mùa đông mưa gió lạnh khung trời. Hai đứa cùng chung một số kiếp mi ăn mài, mang bị gãy tinh tình thương thiên hạ, chịu biết bao điều tủi nhục đắng cay. Nhưng tánh ngang tàn không lòn cuối một ai, ai có dạ hảo tâm thì kẻ này nhận lành. Nửa chén rượu dư nửa tô canh hầm, cũng đủ phôi pha với tháng rộng năm dài. Nhưng tôi thấy tương lai của anh bắt đầu sáng lạng rồi đó. Anh có thể là một người có địa vị ở triều đình.
tôi có thể đùa bỡn với đời bằng cái vai mượn tên anh. Còn địa vị xin phép cho tôi từ chối. Anh Trần Xuân Vũ ơi, tôi biết anh không phải người ngay dại, nhưng có lẽ tại anh chán chê thê thái nhân tình. Tại sao anh chối bỏ vinh hoa và tước lộc triều đình, trong khi thiên hạ đua nhau chạy theo danh lợi, anh lại không màng phú quý đình chung? Hay là anh cũng như tôi, chỉ thích sống kiếp phiêu linh, đời gian khổ đôi cuồng thiêu ao, nhưng lòng thanh thản không bằng dòng cương tỏa xem công danh như một áng mây chiều. Nhưng dù sao á, khi có dịp mai đưa đến, anh cũng nên nhận lãnh. Tại sao anh lại khước từ? Anh hỏi tôi tại sao không màng phu quý vinh hoa, còn anh tại sao anh lại từ chối ngôi vị mà anh có quyền thủ thường? Châu huynh ơi, ấy chẳng qua tôi với anh chỉ thích đời phóng đãng hơn gánh lấy nhục nhằn của kẻ làm tôi. Cơm cặn canh thừa mà kiếp sống yên vui hơn cao lương mỹ vị mà cuộc đời trói buộc. Đêm ngủ thẳng giấc mặt trời mọc ba sào mới thức, sách bị ra kêu chợ kêu đường. Đứng chân từng nhà như một nghệ sĩ vô danh, miệng nghêu ngao hát bản trường ca bất hủ. Bà con ai có tự tâm, xin cho chén gạo bát cơm đỡ lòng. Anh nói đúng đó, bọn ăn mày chúng mình là đám nghệ sĩ vô danh. Ủa, hai anh em bây giờ tới hồi nào mà cười nói vui vẻ quá vậy? Thưa bác, mới về tới. Hai đứa bay đi đâu từ hôm qua tới giờ, làm cá mọn ai cũng trông hết. Thưa, bị mấy người bạn ép uống say quá, cháu về không nổi, ngủ luôn tại đó. Thôi, hai đứa vào trong ăn cơm đi. Đi anh Vũ. Rồi, rồi, lão tri huyện tới nữa. Lão kia! Dạ. Ở đây có ai tin là Trăng Từ Trâu không? Dạ không có trâu. Có con quên đó, Châu Từ Trăng có không? Dạ, dạ bẩm đại nhân. Dạ xin đại nhân tội nghiệp nó, dạ nó hiền lành lắm. Dạ xin đại nhân. Kỳ quá, cái lão già điên này. Ai bắt bớ gì nó mà lão lại lục làm gì kỳ vậy? Trả lời liền cho thượng quan biết, có không? Dạ có. Gọi nó ra ngay, thượng quan cần gặp mặt nó. Dạ. Phượng ơi. Dạ. Vào gọi Châu Từ Trân ra đây. Nói nói có người quen kiếm. Dạ chào. Dạ nó đó thượng quan. Nó hả? Mà nó là ai? Dạ bẩm là Châu Từ Trân. Châu Từ Trân? Mà cái thằng này đây. Dạ là tôi à. Đè nó xuống quánh 10 roi à? Vì cái tội mạo danh. Trời đất ơi, nằm xuống mày. Ê, dạ quan quan. Dạ dạ bẩm ngài, người này quả thật là Châu Từ Trân đó. Nếu thượng quan không tin thì đè con nhỏ này xuống quất luôn vì cái tội bao che. Trời ơi, bà nổi nè, nằm xuống luôn. Trời đất ơi, trời đất ơi, gì dữ vậy? Dừng tay lại. Dạ xin ra mắt ngài. Dạ xin ra mắt ngài. Chậm quá. Ủa sao lạ vậy bay? Hai người kia đứng lên. Anh kia nằm xuống. Dạ tôi hả? Ông chứ ai, chậm quá. Dạ phụng mạng. 12 rồi. Đánh. Thấy chưa, trời đất ơi, ông phải lẹ mồm lẹ miệng như tôi, học theo tôi mà ở đời làm sao bị đòn được. Được rồi, anh đứng lên. Bây giờ tới ông. Hả? Tôi hả? Ông chứ ai?
Trời sao kỳ vậy trời đất ơi. Dạ thưa ngài, dạ đây là giữa thập một sở thị mà. Ngài làm gì kẹt quá. Ta bảo nằm. Dạ. Nằm xuống. Dạ nằm. Nằm xuống đang thưởng thức cái mùi đời. Thôi ông ơi, tại ông mà tôi bị lây đó. Trời đất ơi, chứ tôi làm sao bị đoàn đường đó, tôi chào lễ phép lắm mà. Dạ xin ngài làm ơn quá bộ về huyện đường đi. Rồi tới đó cái mình đóng cửa lại. Rồi ngài có thể bắt tôi sụt xuống là trồi lên gì cũng được. Không ai thấy tội nghiệp tôi mà ngài. Đừng nhiều lời. Dạ. Ta bảo nằm xuống nghe chưa. Dạ nằm. Nằm. Ây da. Ây da. Ây da. Sao vậy? Bị đòn con ơi. Ai vậy? Dạ, dạ con gái của tôi đó à. Nằm xuống luôn. À, thôi rồi nằm xuống nữa con ơi. Thôi, lát nữa sẽ hay. Bây giờ quan huyện đứng lên, nghe ta bảo. Dạ, ngài cứ bảo. Nhớ ba điều ta dặn. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày quan huyện dặn lính lệ mang đến cho ta một mâm rượu thịt. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Mỗi ngày cho người mang đến cho ta 5 lạng vàng ta xài giặt. Nhớ không? Dạ nhớ nhớ. Trời đất ơi, mỗi ngày mà xài giặt tới 5 lạng, nếu mà xài chết thức chắc 6 tháng bán nước luôn. Điều thứ ba, ta có cái tật mỏi lưng. Dạ. Vậy mỗi tối ngài bảo vài người đến đây tẩm quất cho ta. Nhớ không? Dạ nhớ. Dạ bẩm như mà đàn ông hay đàn bà hay con gái. Hỏi vòng vòng quá. Đó là tôi đó con tôi. Dạ, dạ tôi biết mà. Dạ xin tuân lệnh, tuân lệnh. Bây giờ quan huyện và ông kia về đi. Để tiểu thơ ở lại cho tôi hỏi chuyện chút. Dạ. Xin chào ngài. Dạ chào. Dạ. Ngài. Ngài truyền xuống 3 điều tôi đều tuân lệnh hết. Dạ bây giờ xin ngài nhận nơi tôi một điều được không? Điều gì? Quan huyện cứ nói. Ngài làm ơn chiếu cố đặc biệt dùm con gái tôi. Chiếu cố đặc biệt là sao? Dạ. Là nếu ngài không chê, tôi xin gả nó cho ngài. Tốn kém bao nhiêu tôi chịu hết. Tôi thì trời xanh ra cái miệng có hơi ồ ạt. Nói tầm bậy tầm bạ vậy chứ thấy không? Con gái của tôi nó nhu mì lắm. Ừ. Nó hiền hậu lắm á, thấy không? Ừ. Nó thằng qua kìa, qua nó lại kìa, nó lại kìa, nó trời đất ơi, dễ thương nó. Ác chưa, ác chưa. Trời đất ơi, tôi mà còn mê được nó chứ gì. À không phải, tôi mê má nó. Nó giống y như má nó vậy. Cũng tạm được. Được rồi, ta sẽ trả lời với quan huyện sau. Về nghỉ đi. Dạ chào ngài. Dạ em về. Con. Con ở lại đây hầu chuyện với ngài. Cha về trước nhé. Bác và chị Phượng, anh Trân vào trong hết đi. Tiểu thư. Tiểu thư đến đây chắc có việc cần. Vâng. Viên ngọc này có phải của ngài? Vâng, của tôi. Có phải vợ tên giáo đầu trao cho tiểu thư không? Không. Ủa, vậy chứ tiểu thư lấy ở đâu? Trong tay con gái lão chủ quán, cô Thu Hồng, ngài quen mà. Ủa, tôi có quen biết cô nào tên là Thu Hồng đâu. Ngài khéo làm bộ. Thật mà. Thôi đi ngài ơi. Nè, nè, gọi tôi bằng anh em được rồi, ngại gì. Thôi đi, ngài, anh em ơi. Nhưng tại sao cô gì đó, cô Thu Hồng đó, lại có cái viên ngọc này? Là vì viên ngọc của anh để nơi ngục thất bị ông giao đầu đoạt mất, lấy đem về cho vợ của ông ta, tôi đến tận nơi để đòi. Nhưng khi tới nơi vợ ông lại bảo rằng cô Thu Hồng mới cướp đi. Làm sao nàng Thu Hồng biết tôi có viên ngọc? Tôi cũng lạ lùng không biết tại vì sao. Vội lên yên dục ngựa chặn đường và báo nàng trả lại ngay. Nàng lầm lũi bỏ đi, tôi đánh te nhào mới lấy được viên ngọc về cho anh.
đa tạ tiểu thơ vì tôi mà nhọc sức. Tôi biết lấy gì báo đáp một kẻ khốn cùng bần khổ như tôi, sao tiểu thơ phải bận lòng. Anh có nhớ chăng cứ mỗi buổi chiều anh vào khu vườn để ăn xin, có một bà lão phát loa lùm cùm thường gọi anh vào cho gạo cho cơm. Bà cụ già nua tai yêu mắt nghe lòa, lại có tấm lòng hảo tâm. Anh biết cơm đó của ai không? Cả gạo và tiền nữa, anh có tài hãy đoán xem. Chắc là của tiểu thư, phải không? Vâng, nhà của bà lão ấy ở gần hậu viên nhà tôi, bữa nào tôi cũng qua nhà bà ấy hết đó. Tôi đưa tiền đưa gạo, nhờ bà ấy biếu cho anh. Tại sao tiểu thư lại tốt với tôi, một tên hành khất đầu đường xó chợ? Anh không phải là hạng người hành khất, cũng không phải là kẻ lang thang xó chợ đầu đường. Không lẽ là một gã thiếu niên lá ngọc cành vàng lại cao hướng theo nghề bị gậy? Cây cũ trong màn sương lòng thầm sen ý thầm thương, ai chiều nằm lặng trong đêm giữa sương bên núi cao chân trùng. Thân cô lơ xa chi đời nó lầm than là cánh chim giữa chiều hoàng phiêu ba ngàn dặm phương xa cuối mây như lá rơi bên đàn. Ai vì ai đêm trời đêm trời vô tháng năm phần bèo bọt lên trên bến sông theo nước trôi xuôi dòng. Nếu anh biết được những buổi chiều đông có kẻ dừng vó ngựa bên tước liều xa xa chành giả xót thương ai giữa mùa đông cô quạnh nằm có ro bên bếp lạnh cho tàn. Mang kiếp hạt nhân nên phải chịu cơ hàng vô bước di chu ngập ngừng lá đồ buông vương trời u rũ một màu tan. Dạ bồi hồi khi nắm chặt tay gương, tôi sủi ngựa qua đường mòn nẻo vắng, ngoảnh lại cướp liều tranh quốc sao làng sương trắng. Lòng bồng dưng chất nặng khối u sầu. Tiểu thơ bận lòng thương xót làm chỉ hạ người bần khổ như chúng tôi. Phải chăng tiểu thơ có nhận được lời ủy thác của Nguyễn Quang nên không dám cãi lời thân phụ? Không, tôi đến đây không phải dâng theo lời thân phụ, mà là muốn gặp người theo tình cảm của riêng tôi. Trên đường trần ta có thể sống chung đôi, không sợ ngăn cách bởi câu môn đăng hộ đôi. Tôi muốn ngày mai anh
sẽ trở nên tay kiếm sĩ, diệt bảo tàng cứu khổ phò nguy. Rồi đây trên bước anh đi, có tôi bên cạnh xa chi nhọc nhằn. Đây, viên ngọc này tôi xin trao trả cho anh. Tôi cũng không cần biết anh là kẻ ăn mày hay một vị thái tử. Tôi chỉ biết mình cùng chung tâm sự, xin được trao lời ước hẹn buổi mai sau. Đa tạ lòng tiểu thơ Huệ Cố. Nhưng mà tôi chưa quyết định rời bỏ những kẻ đã cùng chia bùi xẻ ngọt với tôi. Anh có bổn phận làm cho cuộc đời của họ bớt đau khổ và tương lai tươi sáng thêm lên. Bằng cách nào? Anh yêu cầu triều đình phải chăm sóc đám người cùng khổ này. Vì anh là thái tử, anh có quyền. Ví như tôi là hoàng tử giả hiệu thì sao? Tiểu thơ có sống nổi cuộc đời kham khổ thế này không? Tại sao không? Nếu... nếu có anh bên cạnh. Thôi, tiểu thư hãy về đi. Chiều đông lạnh lắm, tuyết trắng ngập đường. Chào anh. Dùng rượu. Ta không uống rượu. Dạ dùng cơm. Ta không ăn cơm. Dạ ngủ trọ. Ta không có ngủ trọ nữa. Ủa, vậy chứ. Ta muốn cầm đồ. Dạ thưa quý khách, ở đây chúng tôi chỉ bán rượu, bán cơm và cho mướn phòng trọ, chứ không có cầm đồ. Nhưng mà ta muốn cầm đồ. Dạ quý khách muốn cầm đồ à? Quý khách chịu khó đây. Đi đến cuối đường đằng kia. Ta không đi đâu hết á. Dạ. Ta muốn cầm ở đây, tại quán này. Trời ơi, tạng sáng mới mở cửa gặp thứ cô hồn cát đảng gặp chủ quán. Dạ được rồi, cho ta ba phòng trọ. Ừ, quý khách tới đây với ai, mấy người? Một mình. Một mình mà quý khách lướng làm chi tới ba phòng? Mướn làm gì mặt ta, nhiều chuyện hỏi chi kỹ vậy. Nè, nếu ông muốn biết thì ta cho ông biết. Căn thứ nhất ta ngơi nghỉ một ngày mình, còn phòng thứ nhì quý khách để chi, còn phòng thứ hai ta để cất đồ, còn phòng thứ ba, phòng thứ ba phải cho thật đẹp để cho ta cất cây đoạn kiếm này. Nếu mất mát là ông phải đền, không phải đền bằng tiền mà bằng cái đầu của ông. Trời đất ơi, ông này ngang quá mạng. Nhưng mà thôi, tôi cũng chiều quý khách hàng. Ông muốn mướn 3, 2, 10 căn hồng, để trả đủ tiền có liền cho ông. Tiền á thì không có, nhưng mà ta đã có vật này. Ông vui lòng cho ta thế đỡ cho ông. Ngày mai ta sẽ chuộc ra liền. Quán trọ của tôi xưa nay hay xài tiền mặt, tôi không quen chuyện thế hay cầm. Nhất là viên ngọc này đây, không biết là viên ngọc gì, giá trị của nó thế nào, thiệt giả ra sao. Ta không có thì giờ đứng đây nói chuyện, bằng lòng hay không hả? Ông hãy mau quyết định. Dạ được rồi, nếu quý khách đã muốn, tôi cũng phải vâng lời chớ biết nói làm sao. Nè, cho ông hay, ngọc quý nhất trên đời không phải của người thường mà là của hoàng gia. Dạ dạ, lúc sơ qua tôi đã biết liền. Quý khách yên lòng, mất một tôi đền hai. Ông bằng lòng rồi phải không? Dạ. Vậy thì phòng nào đâu? Chỉ ta vào ta nghĩ coi. Dạ, quý khách tay thẳng ra sau thì gặp căn phòng thứ nhất, về bên trái gặp căn phòng thứ nhì, đi tuốt ra sau bếp gặp căn phòng thứ ba. Được rồi cha nội. Dạ. Chậm chậm đã, chứ nhanh mới biết được đâu. Dạ. Được rồi, cảm ơn ông. Ông chủ. Dạ. Nghe ta dặn nè. Dạ. Nếu có ai hỏi có thái tử ở đây không á, thì ông làm ơn trả lời là không có, nghe chưa? Quý khách nói sao làm ơn nói lại. Điếc hả cha? Dạ. Nghe nè. Dạ. Có ai hỏi có thái tử ở đây không thì ông trả lời là không có, nghe chưa ông già điếc? Dạ nghe. Ờ, ta vào à. Bộ gió này mà thái tử, cái thằng này chắc nó muốn ở tù.
Ủa, mà sao nó có ngọc này? Chắc vừa mới ăn cắp của ai đi. Ôi thì kệ, tìm hiểu làm chi cho nó mệt. Ôi đem bán cho bà Chi Huyện, bà này thích ngọc lắm nhé. Ông chủ ơi, ông chủ. Rồi, đi đâu mất hết rồi. Cô Thu Hồng ơi, cô Thu Hồng ơi. Làm gì mà kêu réo ông Sòn gì ông? Cô làm ơn trả liền cho tôi nè. Trả? Mà trả cái giống gì? Viên ngọc chứ gì. Ngọc gì? Ai lấy của ông mà trả? Vợ tôi nó nói cô tới nhà tôi nè. Trong khi vợ tôi nó lui cui nấu cơm ở dưới bếp á. Cô lục lạo quần áo rồi cô đánh cắp viên ngọc, cô chạy đi à. Trời ơi, nhà ông làm gì có ngọc mà nó đánh cắp của ông. Nè, việc đó cô không cần biết. Trả đi cho tôi. Nếu ông không nói thì tôi không trả. Nếu cô không trả thì chết tôi à. Sao ta chết lận? Bởi vì quan tri huyện buộc tôi phải đem trả viên ngọc tức thời. Vợ tôi nó cất kỹ lưỡng ở trong buồng. Cô tới nhà của tôi lục lạo lung tung rồi lấy đem đi. Cô hãy mau trả lại tôi đem về cho quan huyện. Nếu mất ngọc vua chắc tôi phải đi luôn à. Ờ ngọc thì tôi có lấy mà giờ đâu có còn. Cô đừng có nói dối, mau trả tức thì. Tôi đã bảo là không. Nếu ông không tin thì cứ lục soát thử coi. Nếu cô ương ngang ngạnh đừng trách tôi không gì. Viên ngọc ấy ở đâu hãy trả cho mau. Bây giờ cô có bằng lòng trả cho tôi không? Không. Vậy thì cô tới số rồi. Tôi tới số hay là ông tới số? Ai tới số cho biết. Coi ai tới số. Nè. Đánh mà không cho biết ha. Đánh mà không cho biết được. Chết. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nhỏ này đánh đau thiệt ha. Đánh ha. Siêu. Hụt hả? Hụt hả? Hụt hụt. Trời ơi, đá hen. Trời ơi, con nhỏ này đá tàn nhẫn quá. Cho ông hay. Một bàn tay tôi đã bẻ gãy cổ 5 con gà, 10 con vịt, đừng nói chi ông. Ô, si gà vịt mà thua gì đồ bỏ. Bàn tay thằng này nè, trâu cổ mà, nó còn bẻ sừng chơi nè. Trâu đất á. Trâu đất hả? Trâu đất không? Tôi bẻ tay cô cho cô biết nè. Nè, đây. Cho ông biết. Đứng dậy đi em. Lão giáo đầu chạy mất rồi. Không đứng à. Đứng dậy đi. Không đứng à? Không đứng tôi đi à. Đi thì đi. Tại giả gì ông sòm này phá giấc ngủ ta. Kính chào thái tử. Hả? Cái anh đó là thái tử sao? Thái tử đó. Chào đi, chào đi. Tôi nhớ ảnh đi ăn xin mà. Nó nhỏ nhỏ vậy. Chào thái tử đi. Dạ. Dạ chào thái tử. Ủa mà nói vô nhà em hồi nào vậy? Nàng kia, vào bếp rồi làm gà vịt dọn ra đây. Ăn xong ta còn phải hồi trào lo việc quốc gia đại sự. Phụng mạng. Chừng nào anh hồi trào? Chắc nổi ngày nay. Mà có hồi là anh hồi chứ tôi có hồi à nha. Nổi ngày nay à? Có một ông quan lớn tới giang san tụi mình kiếm thái tử Châu Từ Trân để rước về triều đó. Vậy là anh lên hương. Tôi đâu có chịu. Sao vậy? Bởi vì tôi tính làm thái tử nhà Châu một hai ngày cho vui. Làm lỡ làm luôn cho rồi đi ông ơi. Đâu có được. Trai tướng của tôi không thể nào làm vua. Lát nữa đây gặp thằng cha chủ quan, anh nhớ đòi viên ngọc tôi đã thế cho ông ta. Rồi tôi tự giả đi xa. Nếu anh có đi hả? Thì chúng ta đi một lượt. Tôi cũng thích phiêu bạc nơi gác đĩa lầu son. Không được. Anh phải ở đây vì có nhiều điều trọng hệ. Bởi tôi tin rằng trong giây phút nữa, nhiều chuyện vui vui xảy đến giữa nơi này. Dạ thưa, tôi không có dám chắc cổ gà. Tôi đã trói nó vô cột nhà. Vậy nhờ ông nào cắt tiết giùm tôi. Ôi, tưởng chuyện chi
xếp với làm gà. Cái thằng này sành sẻ quá mà. Được rồi, để tôi. Để cho tôi mà. Thái tử, ăn mày. Ăn mày. Thái tử, thái tử, ăn mày. Ăn mày, thái tử. Chi kì cốt chi cà. Dạ, chào ông chủ. Dạ, chào ông. Ở đây có ai là Châu Từ Trân không à? Dạ. Dạ có. Ổng đang cắt cổ. À, cái gì? Dạ, cổ gà với bếp. À, làm ơn mời lên em mau. Nói rằng có người quen muốn kiếm nha. Đi 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 lẹ đi con. Cha đi với con. Ờ, cha con mình điên lửa. Thằng nào tìm tao vậy? Con. Con. Ờ, con đó. Ông là cha tôi. Tôi là con ông hả? Phải, cha là đương triều hoàng đế. Lặn lội tìm con đã hơn 6-7 tháng nay rồi mà. Ông là vua, còn tôi? Con là thái tử nhà Châu chứ đâu phải là dân giả. Thái tử mà phải sắp bị đi ăn xin. Ở đời sao có chuyện lạ lùng vậy, tâu hoàng thượng? Đó là vì cha với mẹ con gặp gỡ chỉ một thời gian ngắn. Rồi trong lúc mẹ con sanh con ra thì không có mặt cha. Trên 20 năm ròng rã trôi qua, giờ cha tìm con để mong một nhà sum họp. Thôi xin bệ hạ hãy về đi. Rồi con cũng phải về với cha nữa chứ. Không, bệ hạ hãy để cho tôi sống lang thang đầu đường xó chợ cũng như 20 mấy năm qua. Bệ hạ đã quên một vĩ vãn ân tình và một giọt máu rơi, chịu nghèo khổ nỗi trôi. Con, câu chuyện xa xưa nhắc đến cha cũng thấy đau lòng. Giờ công kẻ nối dòng, cha mới lặn lội đi tìm con. À, thì ra nguyên nhân bệ hạ đi tìm kiếm con mình là vì ngôi bao của triều đình phải truyền lại cho con. Con à, con. Vì thế cho nên quân vương phải nhọc đến mình rồng, chớ nếu có kẻ nối dòng thì đâu có kiếm bọn ăn xin. Con nên thương cha mà quên đi những việc đã qua rồi, về kế vị ngôi đời lo chăn dân trị nước. Trời ơi, một tên hành khất mà ngài bảo trị nước chăn dân thì còn mai mía nào hơn. Xin cho tôi được từ nan. Châu Từ Trân, con không thương cha sao con? Thương bệ hạ là một việc, còn dâng lời là một việc. Làm vua không phải là cái nghề của tôi. Nghề của tôi là bị với gậy. Xin phép bệ hạ nha. Con dạ. Xin ra mắt thánh thượng. Thánh thượng đã gặp thái tử chưa? Mới nói chuyện với nó đây nè. Nhưng mà nó không bằng lòng theo trẫm về triều. Trẫm chờ khanh thuyết phục nó đó. Tâu chuyện gì chứ chuyện đó thần nói một cách một. Nhưng mà bệ hạ nhớ cho cái vụ. À. Trẫm hứa sẽ cưới con gái khanh cho con trai của trẫm. Ồ trời ơi, vậy là đã quá. Vậy là tôi với bệ hạ là xui gia rồi. Anh xui. Bệ hạ. Khanh ở đây cố gắng giúp trẫm nha. Trẫm đi tìm quan thái quý. Dạ kính chào đại nhân. Ê, ông đi đâu hả? Dạ thưa, tôi đi tìm ông thái quý. Ông nói thánh thượng mời tôi đến đây. Trời trời, thánh thượng mà mời ông hả? Không những mời mà còn tính làm xui với tôi nữa đó. À trời ơi, cái tờ đó coi cái thằng cha vua này kỳ lạ ta. Mới nói làm xui với mình rồi lại tính làm xui với cái thằng già ăn mày mắc dịch này. Ê cha già, nói thiệt hay nói chơi vậy cha? Thưa ngài,
ngài nghĩ thế nào mà dám cho tôi nói giỡn chứ? Chà, lạ thật á, vua này ông chơi xỏ lá mình á. Từ đây mình với cái thằng này là xui da cầu kèo, đi đứng ăn nhậu nằm ngồi nó đều ngang hàng với mình. Dạ. Ôi, ông vua này cũng ác thiệt á. Dạ thưa đại nhân, sẵn đây xin hân hạnh được mời đại nhân vui lòng dời gót ngọc đến tệ xá liều. Trời ơi, tệ xá liều nữa. Dạ. Cùng với chúng tôi một tiệc rượu thân mật. Sự có mặt của đại nhân là sự vinh hạnh lớn lao cho gia đình chúng tôi. Trời ơi, tức ơi là tức nè trời. Cha, việc gì vậy hả cha? Con xử giùm cái thằng cha già này giùm cha của con. Thôi cha về nghỉ đi. Về sao được mà về? Cha sắp làm xui gia với bệ hạ rồi đó. Trời, thật vậy sao ông? Thưa tiểu thơ, sự thật là như vậy đó. Bệ hạ tính cưới con gái của tôi cho thái tử Châu Từ Trân. Còn có nghe chưa, nghe cha nói cha muốn nổi khùng. Họ ở đời vua mà làm xui với thằng cha hành thất, tối ngày cứ lo sắp ra mày già đi xin thì còn ra gì thể thống một quần vườn. Thưa ông, con gái của ông cô đó tên gì? Chắc tiểu thơ có lần gặp nó đi xin. Cô bác bà con ai cũng có cảm tình. Tên của nó là Bích Phượng đó tiểu thơ. Trời, Bích Phượng. Này, Bích Phượng đây. Tiểu thơ có điều chi dạy bảo? Tụi nó đó con. Xử tụi nó đi con. Dạ. Quan Thái Quý mời hai ông về gấp. Mời tôi hay là mời cái thằng cha mắc dịch này? Mời hết hai ông. Thiệt vậy hả? Không, tôi đi trước. Nàng đến đây có việc gì? Tôi đến đây để tìm Châu Từ Trân. Còn tiểu thơ? Tôi cũng đến tìm Châu Từ Trân. Có việc gì cần không vậy tiểu thơ? Có, thánh thượng đã tứ hôn cho tôi với Châu Từ Trân trước khi rước người về triều. Còn nàng? Còn tôi à? Còn tôi thì bệ hạ vừa mời cha tôi tới để làm xui đó, như lời quan huyện vừa nói đó. Còn tôi thì lo làm dịch, làm gà để làm đám cưới. Hả? Gì kìa? Việc như vậy có gì lạ đâu mà hai nàng phải ngạc nhiên. Lạ lắm chứ. Bởi vì Châu Từ Trân đối với tôi có chỗ tình bè bạn. Còn tôi đối với Châu Từ Trân có tình cảm thâm sâu. Tình bè bạn của cô chưa chắc có tình yêu sâu đậm. Đó là việc riêng của tôi. Tiểu thơ đừng tìm hiểu mà làm chi. Ở chỗ này không phải để mấy người gây gỗ với nhau. Xin mời tất cả ra ngoài đường rồi mặc sức mà ăn thua. Cái tội của cô tới nhà giáo đầu cướp đi yên ngọc. Và hồi nãy đi còn dám đánh ông trọng thương. Ta phải trừng trị nè. Trừng trị ta thử coi. Thu Hồng, đừng sợ, để tôi tiếp cho. Nè, hai người đánh một đâu có hay. Để đợi ta về, ta kêu cha ta tới cho coi nè. Kêu đi, chấp luôn. Chấp hết. Kêu đi. Kêu đi. Cảm ơn cô quá. Thôi, ơn nghĩa gì, mệt quá. Thời tôi cũng mệt muốn chết luôn. Mà khoan, bây giờ cô nói thiệt cho tôi biết, cô là gì của anh Châu Từ Trân? Tôi hả? Ừ. Khát nước quá. Khát nước hả? Lát uống. Trời ơi, cô biết tôi là gì không? Không, người yêu của Châu Từ Trân đó. Sao vậy? Cái gì? Người yêu. Trời. Ê, cha xỉu. Có người ta. Cái gì? Trời ơi, tôi xỉu vậy cô? Không biết sao cô xỉu nè. Trời ơi. Sao vậy Phượng? Trời ơi, cô bị con gái quan tri huyện đánh. Cái cô sắp thua. Cái em thấy như vậy em nhảy ra em cứu. Cái không biết làm sao cái cổ xỉu à. Cổ là gì của chú mày? Dạ người yêu. Rồi trời ơi, con tôi nó yếu tim. Nó nghe cô nói cô là người yêu của thằng này, nó không xỉu sao được. Ủa, cổ làm sao của Châu Từ Trân mà cổ xỉu vậy? Vợ sắp cưới. Vợ sắp cưới. Trời. Phượng, tỉnh lại em. Phượng.
Mày á, mày là cái thằng ăn mày ăn xin mà còn bày đặt vợ đôi vợ ba. Mày làm hai đứa xỉu rồi nè. Phải mày là con vua cháu chúa chứ con gái huyện này xỉu hết với mày á. Mày hốt hết rồi. Bây giờ mày tính sao vậy? Bây giờ tôi rô trí quá, bác làm ơn giúp giùm tôi. Được, tao tính thì dễ thôi. Mày có gia đình chưa? Dạ chưa. Cha làm nghề gì? Dạ cha tôi có nghề làm vua. Giỡn hả mày? Dạ tôi nói thiệt mà. Ở đời đừng chọc chúng ghét nha con. Mày thấy tao thương có bộ mày hơi lố. Anh Trân, bây giờ anh tính sao đây? Bây giờ em tính sao đây em Thu Hồng? Tính sao cũng được á ta. Mà điều làm nhỏ tôi không có chịu. Cổ nói cổ không chịu làm nhỏ, em tính sao? Không biết đâu, anh tính sao thì anh tính à. Hôm trước anh hứa với tụi anh có nhớ không? Anh tặng cho tôi viên. Gì vậy? Viên gì? Viên Ngọc. Nghe nói viên cái giật mình à. Anh tặng cho tôi viên, anh viên Ngọc á. Khi anh nói anh cưới tôi, rồi giờ khi giờ anh có thêm nhỏ này nữa tôi không chịu đâu. Mà tôi cũng nói thiệt nha, tôi làm nhỏ tôi không có chịu á. Nghe con không biết đâu. Tôi cũng có anh viên nữa. Cái gì nữa con? Viên gì nữa? Viên Ngọc. Ê, nàng làm gì mà nàng cũng có viên ngọc vậy? Người ta lấy của anh, tôi ăn cắp lại. Không biết đâu giờ anh tính sao, anh tính sao mà cho vừa bụng tôi đây, anh tính à. Trời ơi, anh rối trí quá. Thôi bây giờ vậy nè, anh tính vậy nghe không? Mỗi người làm lớn một tháng, tháng giêng cái cổ lớn em nhỏ, rồi cái tháng hai cái em nhỏ cổ lớn, rồi cái tháng ba cái tháng em lớn cổ nhỏ, rồi cái tháng tư cái em nhỏ cổ lớn. Tháng năm tới tao. Thôi tôi không biết đâu anh tính gì kỳ cục vậy. Giờ anh tính gì là anh nói đó anh tính đi tôi đi. Khoan, ta nhân danh đương triều thái tử truyền lệnh cho hai nàng lớn nhỏ bằng nhau, không bà nào được lân lướt bà nào. Nước mới vừa sôi và con gà ta mới vừa cắt cắn cổ. Chỉ hai nàng nghe vào trong lo sữa soạn buổi tiệc, làm đám cưới tức thời và ta đây sẽ đứng chủ hôn. Phụng mà đi liền chị. Còn ông chủ quan. Dạ cô con. Vì ta nhờ khi nãy ông có đi cầm được ngọc hay chưa? Nhờ ông đi mua sắm gà vịt trâu bò đà rượu về đây. Và tiền cưới con gái ông lấy bao nhiêu tiền tôi sẽ nạp cho. Điện hạ, nhưng ngọc chân châu tôi đem đến nhà bà Chí Huyền. Bà nhận ngọc rồi nhưng tiền thì bà chẳng chịu đưa. Được rồi, ta sẽ đến nơi trừng trị một lần cho bỏ tánh phạm làm. Ông ráng giúp tôi lo làm mẹ sao cho xong buổi tiệc. Vì khách hứa đến đây không phải là khách tầm thường. Có vua có chúa tất cả triều thần văn võ bá quan. Vừa nghe việc xảy ra nên tôi vội đến đây trình lại. Xin thái tử vui lòng nán lại một vài giây. Quan huyện nghe ta nói. Dạ. Trả lời liền. Dạ. Viên ngọc của ta đâu? Thưa, vợ tôi cất. Tại sao ngọc của ta mà mẹ dám cất? Cất là sao? Muốn sang đoạt hả? Dạ. Vợ tôi nó tưởng là thái tử gửi cái viên ngọc đó để làm sính lễ cưới con gái tôi nên bà cất rồi. Về lấy trả lại đây cho ta. Ủa? Chứ ngài không có tính cưới con gái tôi sao? Ngài nhất định gả tiểu thư cho tôi thiệt hả? Trời ơi, thái tử còn phải hỏi, chết rồi. Tôi nghiệp tôi quá mà. Tôi nói thiệt á, tôi có cảm tình với thái tử lâu rồi. Thiệt hả? Chứ đâu phải mới đây. Nói thiệt, nhiều khi ngủ mà tôi còn có cảm tình á. Dù thái tử là đứa ăn xin ăn mài gì đi nữa, hễ tôi nói gả là tôi gả. Có chứng ông chủ quán này nha. Dạ con làm chứng liền. Được rồi. Vậy nhờ quan huyện về kiếm cho tôi một chiếc áo chàng rể, hai cái áo cô dâu, đem nó đây lập tức lẹ lên. Ủa? Trời ơi, con gái tôi nó mặc một cái đủ rồi, mặc chi tới hai cái? Đi đi. Rồi dạ đi. Kìa, nó tới rồi kìa, con gái tôi nó tới rồi kìa. Nè, con
con ở lại đây con nói cho chuyện nghe nghe. Thì cha đi lấy áo cô dâu tới làm đám cưới. Trời ơi sướng quá con ơi, cha về cha kêu má con luôn. Còn phần ông chủ, dạ, phần ông lo giùm tiệc rượu cho tôi. Dạ, con đi liền. Tôi muốn biết anh là ai. Rồi đây tiểu thơ sẽ biết. Tôi đã biết rồi á, chứ không phải sẽ biết gì hết á. Anh hãy trả lời ngay câu hỏi của tôi. Anh là ai? Tôi là vua. Anh làm ơn lặp lại lần nữa coi. Tôi là vua. Vua? Vậy thì anh ở đó đi. Tiểu thư. Anh Trân, nhờ mấy bộ đồ lòng này nè, anh tính làm gì ăn? Thì sao củ hành, tụi mình nhậu sương sương rồi chia tay. Nói đến hai tiếng chia tay, sao buồn quá anh Trần Quân Vũ à. Anh Châu Từ Trấn, đời là một bức tranh dân cầu, hiệp rồi tán là sự thường tình. Rồi sau này khi anh về sống trong cảnh ngựa xe vọng lòng chung triều đình, khi rảnh rồi có nhớ thằng bạn cũ. Anh hãy tưởng tượng đến những đêm đông gió rừng trúc lá, hai đứa cùng đối trao tâm sự giữa cánh tàn. Chia nhau từng miếng cơm dư trong tuổi nhục đau buồn, anh nên đem chút tình thương nhân loại ban phát cho những người đói lạnh lầm than. Bởi trong khi anh được an nhàn cửa rộng nhà cao, thì có lắm kẻ sống vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Trong khi anh ngó sai với cao lương mỹ vị, thì lắm kẻ ngửa tay xin từng chén cơm thừa. Được như vậy thì dù xa xôi ngàn dặm, lúc nào tôi cũng nhớ đến anh. Anh đừng bỏ tôi mà đi anh Trần Xuân Vũ. Trần Xuân Vũ ơi, tôi cảm phục anh có lòng cao thượng, lo cho người mà không nghĩ đến bản thân. Tôi hứa sẽ không bao giờ quên lời nhắn nhủ của anh. Tôi sẽ thương ba tánh như tay chân ruột thịt, nhưng nghĩ đến anh lòng tôi chua xót, thương kẻ phiêu bồng như một kiếp chim quang. Bao giờ mỏi gô thành nhân, ghé qua triều nội viên thăm bàn hiền. Anh đừng bận lòng lo nghĩ cho tôi, vì người sanh người tử đều có số trời định sẵn. Anh may mắn được ngồi trên chính bệ, còn tôi vô phần nên suốt kiếp ăn xin. Trời sinh ra mọi người đều có sẵn một số mạng, giả sử trên đời đều do tạo hóa an bài. Thôi, tôi vào trong để lo thu xếp. Bác. Không, hãy gọi tao là cha. Bác nói sao? Bác là cha cháu à? Phải, nhưng mà là cha nuôi chứ không phải là cha ruột. Bác là cha nuôi của cháu? Đúng. Hôm nay cũng vừa đúng lúc tao phải nói lên sự thật. Hồi 25 năm về trước, hằng ngày tao đi xin, bữa nào tao cũng đến chiếc thuyền của một người đàn bà neo cạnh bờ sông để xin từng bát cơm lon gạo. Năm đó vào lúc cuối đông, tuyết rơi mù mịt, luôn hai ngày tao nằm nhà nhịn đói. Qua đến ngày thứ ba, tao ráng đi đến chiếc thuyền của bà ấy để xin ăn.
thì người đàn bà ấy chỉ còn là một tử thi nằm có ro dưới con thuyền mục nát. Ngoài trời tuyết rơi lạnh buốt, nằm bên cạnh bà là một bé sơ sinh. Bà ấy chết bỏ lại một đứa trẻ sơ sinh à? Phải, một lá huyết thơ. Cha cầm lên xem chỉ gọn có mấy dòng: xin hãy xót thương cuộc đời bà Phước, đưa trẻ vô phần không mẹ không cha. Tội nghiệp cho bà ấy và đứa trẻ biết chừng nào. Viên ngọc trân châu của một khách thương đã tặng cho bà. Sau đêm gối chăn người có dặn dò: nếu có sanh con hãy nhớ lời ta dặn, hãy đặt cho nó tên là Trân Châu. Thầy đưa bé khóc là cha vô cùng xúc động, vội đem xác bà kia chôn lấp bên dễ đường. Rồi ẵm trẻ về nuôi hai mươi mấy năm trường. Đứa bé đó là... là mày đó. Bác, là cháu. Nhưng mà tại sao bác không đặt tên cháu là Trân Châu mà lại đặt là Châu Từ Trân? Là vì mày không phải con của người khách thương đó. Hả? Vì cuối bức thư của bà ấy để lại, bà viết rằng trước khi bị ông khách thương cưỡng hiếp, bà đã có thai với anh hàng sĩ Trần Trung. Trời! Tao nghi người khách thương kia là thiên tử giả dạng di hành, nên tao sửa tên mày lại là Từ Trân, để sau này mày tìm gặp lại người cha ruột. Bây giờ đúng như tao phỏng đoán, ông vua ông đến nên mày là con của ông. Thôi thì mày liệu mà xử trí, chuyện của mày tao không muốn giữ vào. À kìa, dường như có ai tới. Thôi tao vào trong mà. Châu Từ Trân, ngài lầm rồi. Tôi không phải là Châu Từ Trân. Tôi là... Cha đã lén nghe Trần Xuân Vũ nói chuyện với con rồi. Con đưa bàn tay trái của con cho cha coi. Đúng rồi, ba bớt son nhỏ trong lòng bàn tay trái. Dấu tích này cha được biết nhờ một người thân, mẹ của con nàng ca nữ Bánh Tô Giang. Giờ hắn được ngắm cười nơi chính xuôi. Thưa ngài, sao nhà vua cũng bảo con cũng là giọt máu rơi của ông ấy, tìm con về triều chính truyền ngôi. 20 năm về trước, cha đã được cô gái láng giềng dân trọn tâm yêu đương. Rồi trong khi cha lìa quê lặng lội chốn quan trường, trong lúc ấy mẹ của con đã mang thai 2 tháng.
vì sinh kế mà mẹ con phải mượn cung đàn tiếng nhạc để tạm sống qua ngày, rồi giữa một đêm dài bóng nàng gặp nhà vua. Thân yêu đuối cô đơn, mẹ con phải chịu thất thân, vua đáp lại mối tình bằng một viên ngọc trân châu. Cha con ơi, khi mẹ lâm chung con còn quá dài tờ nên không hiểu rõ ngọn nguồn, con là huyết thông của cha. Trên 20 năm trời cách biệt, ngờ đâu cha với con còn được trùng phùng. Con ơi, có lần cha cho người về hỏi thăm tin tức thì hay tin mẹ con đã thác rồi, còn con thì lưu lạc nổi trôi. Cũng may là nhờ nhà vua không có kẻ nối ngôi, trên đường di hành tìm kiếm mà cha với con gặp lại. Nhưng thưa cha, cha ơi, con đâu phải là giọt máu của vua, của chúa. Vậy thì con có quyền từ chối ngôi vị đông cung không? Con hãy thừa dịp này đến trị nước chân dân, hầu có dịp ban bố tình thương cho trăm họ. Thưa cha, cha ơi, làm sao con quên được hình ảnh người mẹ cơ hàng khốn khổ đêm từng đêm nhỏ giọt khóc duyên tình. Bên nước Tô Giang vẫn hận vô tình, mang theo chuỗi thời gian mòn mỏi của một người thiếu phụ nửa chân xuống. Rồi một mùa đông lạnh lẽo bên Tô Giang, người trút hơi thở cuối cùng trong gian nhà ảm đạm, không một nét hương tiếng đưa người quá vàng khi vùi chôn dưới đất lạnh hoang tàn. Tội nghiệp cho lệ nương biết chừng nào. Chơi mẹ chết rồi con tư cô vô thân, 14 tuổi đã nếm mùi phiêu bạc. Con sống kiếp tha phương cầu thực lớn lên bằng bát gạo của tình thương. Đùm bọc nhau trong mái cỏ chòi tranh chia sớt nhau từng chén cơm manh áo. Sự nghiệp của con là gậy tre bị rách bè, bạn của con là mấy đứa ăn mày. Trời còn thương nên cha với con còn gặp lại nhau đây. Xin cha đừng ép con về làm con vua con chúa, sợ không khỏi tiếng đời mai mía hoàng đế châu triều là những bọn ăn xin. Không, con nghĩ sai rồi. Sống lẫn lộn với đám người nghèo khổ, khi giàu sang con mới biết thương kẻ cơ hàn. Để cha đi cho thánh thượng hay. Bích Phượng, Bích Phượng à, kìa, tại sao em lại khóc? Từ Trân, hay là em đã...
Như vậy từ đây anh sẽ là thái tử. Phải, nhưng trước sau anh vẫn là một tên hành khất mà em hằng thương mến, từng sách bị lên đường khất thực xin ăn. Không, đã hết rồi những năm tháng yêu đương, bởi hai giai cấp sang hèn ngắn cách. Thôi, anh hãy lo chuẩn bị về đi. Kìa, Bích Phượng, em đuổi anh hả? Trời ơi, anh đâu có tội gì với em đâu mà em đuổi anh. Em đuổi anh rồi anh đi về đâu? Anh đi về triều đi. Còn em? Còn em? Còn em thì trở lại túp lều tối tăm sơ xác, ngồi ngắm từng bông tuyết bay bay giữa màn đêm giá lạnh, ngồi suy tư nhỏ lệ khóc duyên mình. Em chiều lẻ loi trên từng bước độc hành. Bích Phượng ơi, anh sẽ ở lại đây để sống cùng Bích Phượng trong túp lều sơ xác cạnh rừng sâu. Không, anh là một hoàng tử cao sang, anh có quyền được sống trong cung vàng điện ngọc. Còn em là kẻ suốt đời bạc bước, nên phải sống nơi xóm chợ đầu đường. Bích Phượng à, em đừng nói như vậy. Em hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ xa em đâu Bích Phượng. Từ chân nhân chiều sương phố văn núi đồi, chiều đơn côi còn ai đôi trào. Châu Từ Trân ơi, thôi hết rồi lỗi mộng vào mơ, hết những lúc bên nhau ngồi tâm sự. Còn lại chăng giữa trời đông rét mướt, em ngồi suy tư dưới đèn trắng lạnh lùng, giả bồi hồi hướng về phía hoàng cung, nhớ người bạn cũ hôm nào còn chung bóng. Nay một kẻ trong trắng êm nệm ấm, còn một người nơi rừng núi hoang sơ. Không, Bích Phượng à, anh thề sẽ sống mãi mãi bên em mà Bích Phượng. Kìa, ông ấy đến, em vào trong đi. Hoàng Thái Quý. Dạ. Mọi việc đều tốt đẹp hết hả Hoàng Thái Quý? Tâu bệ hạ, thái tử đã bằng lòng theo bệ hạ về triều. Tốt lắm, con ta đâu? Tâu, theo đề nghị của thần đã được bệ hạ chấp nhận, thái tử với cô dâu hiện đang ở trong phòng riêng, sắp sửa ra đây làm lễ ra mắt. Đây đây, tới đây, bây giờ nhờ ông. Đây, tôi đây, gì chở gì? Nhưng mà không được, làm sao ông được? Bây sao? Giờ nó kẹt cái chỗ này là ví dụ như là con gái của tôi, con trai của ông mà lấy nhau đó à. Là mình là xui gia. Bây giờ hai đứa là con gái của tôi với con gái của ông lấy chung thằng rể. Giữa tôi với ông kêu bạn gì đây? Chà, khó ha. Cái này mới kẹt. Vụ kia là xui ha. Gì xui, cái này. Cái này sao? Xui đi. Bậy, xui nó xui lắm. Thôi bây giờ mình nói cho nó gọn, kêu mày tao đi. Mày tao ha. Suy nghĩ nhức đầu lắm mày. Đây, bây giờ nhờ mày đem đồ này vô trỏng giùm con gái của tao. Nhớ dặn là nó mặc hai cái một lượt nha chứ. Mày không đi mày nhờ tao. Thôi tao nhờ mày, quán của mày thì tao nhờ mày. Dạ, thưa anh xui. Dạ, bệ hạ. Quan tri quyền. Dạ. Hãy im. Ê, cô dâu chú rể đã chuẩn bị xong. Vậy trước hết, mời hai cô dâu ra làm lễ hai họ. Thưa
Thu Hồng và con gái của lão ăn mày. Bây giờ xin mời chú rể ra chào hai họ. Ủa, tại sao chú rể là cái thằng mắc dịch này? À, bây giờ xin mời cặp chú rể cô dâu thứ nhì ra mắt hai họ. Này, con gái của tôi còn thái tử tại sao? Anh Từ Trân, bắt đầu từ bây giờ tôi xin trả lại cái tên Châu Từ Trân và ngôi vị thái tử lại cho anh. Còn tôi xin trở lại nguyên hình là Trần Xuân Vũ với chức ăn mày chuyên nghiệp. Trời ơi, thái tử nói gì lạ vậy thái tử? Xin ngài đừng gọi tôi là thái tử nhà Châu, mà tôi mang tội với Thanh Hoàng, vì trước sau tôi chỉ là một kẻ ăn mày. Đành giải thích chấm nghe, tại sao có điều quái lạ? Tâu, người này mới chính thật là Châu Từ Trân, giọt máu rơi mà bệ hạ vừa tìm lại được. Còn anh này chỉ là một người bạn. Trời ơi, vậy là mồ mả nhà tôi chắc quỷ lỏng rồi sao? Những tưởng đâu được làm xui với chúa thượng, rồi lần mò lên ngôi quốc trường, ước trọng quyền cáo công danh một cõi, không ngờ rốt cuộc làm cha vợ đứa ăn xin. Dạ thưa cha, con đã thật lòng yêu mến anh Trần Xuân Vũ từ lâu. Dòng họ nhà tao đâu có số ăn mày, mà mày lại học cái nghề sách ra bị ăn xin. Thôi chào tất cả. Đi em. Khoan, anh Vũ à, anh đứng đó chờ tôi. Chờ anh chi? Chờ tôi đi với anh. Ủa, tâu bệ hạ, bây giờ thì tôi bỏ ý định hồi triều ha. Kìa, tại sao vậy con? Tại vì tôi không phải là con của bệ hạ. Trời ơi trời, tôi đúng là con của người ca nữ trên Tô Giang ngày trước, và tôi chỉ là một giọt máu rơi. Tôi không phải là huyết thống của hoàng triều, mà là con của Lê Trung Thái Quý. Trời ơi trời, tâu bệ hạ, tôi thích liều cỏ hơn cung vàng điện ngọc. Tôi thích tự do hơn lễ bái triều nghi. Xin từ giả bệ hạ, chúng tôi lên đường. Ôi trời cao rộng tên tháng bốn phương là nhà, đời đau thương dân chứ luôn có người hiền lương. Anh Thái Dương đã khuất, chúng ta hãy mau lên đường. Nguyện dừng bước bên nhau sẽ chia buồn vui. Đông qua mau xuân đến qua khoe sắc nhẫn nhờ. Chim trên cao reo hót vui thanh bình. Mừng chúng mình ngày hạnh ngộ này. Vui gió mây chẳng ham dinh xa. Phú quý đem tựa như sương khói. Bao gian lao, bao đói khổ chẳng chung chướng bần. Yêu thương nhau xây ước mơ lên lầu vàng. Ngày qua ngày cùng chia hạnh phúc, vui bước chân làm dù không ngày đâu. Thank you.
chia ra bốn mặt. Chặn đường Tây Liêu kiếp dùng quá đông. Pháo lệnh công thành xua binh đến phủ dây, cho rõ sức lực tài thần của hoàng nữ Lê Quy. Tiên phong giao cho hơn ngô điều binh tướng lớn lớp trận hậu. Hiệp mà lực bảo vệ non sông ở chiêm giới Tây Hiệu. Tiến qua tiền quân tiến bước do thổi ngã đại kỳ. Niềm trời xui khiến do tạc ngã đại kỳ, hận nước dai mang đành nén lòng toan tinh. Lĩnh truyền quân sĩ chuyên án binh bất động. Không, loạn liêu à băng hê. Xin mẫu thần phán lệnh xuất binh à hùng, kim dân tướng luôn lãnh à màng à. Không thấy được con chữ ý tài võ giống e chiến bại danh như. Con tuy rằng lão thuộc binh thơ, nhưng chẳng phải là tay đối thủ. Dạ thưa mẹ, con tủ nhục vô công di sủ, thức lóc đao bất báo quân dương. Thân này dù vô sát trong chiến trường, cũng đẹp giả gì tận trung bảo quốc. Mẹ nay đã đoán trước, con thất bại hao binh, di lĩnh hành pháp luật điển hình, kiếp trở lại hậu dinh an nghỉ. Đã là đang dũng tướng, ta nào quý tử tham sanh, mãi người tài ai gọi đấng hùng anh. Cầu xin mẹ, cầu xin mẹ cho con xuất trận. Cầu xin cùng trên, cầu xin mẫu từ xót thương, xin đi cho con điều quân tiến binh, đáp về đền nơ mai dâu. Nào cam ngồi trong tặc quân quá lòng từ kiêu. Chấn luôn dám cãi lời xoay mẫu truyền à bà. Kim Long Tuyền mẹ chưa ngân, luật chẳng dĩ kỹ gì à. Truyền án binh bất động. Dạ thưa mẹ. Án binh bất động. Dạ thưa mẹ. Án binh bất động. Tức, tức cha cha. Bấy lâu một góc trời liệt quanh, nay về đường quốc mai một anh hùng.
trận đồ, họ tội cũng là ca. Tổng kỳ dạ. Trường thương tôi lên. Tì Nhi, dạ, Tì Nhi, dạ, con đừng có chuyện gì vậy con đừng.
định, ta và Tiết Ứng luôn Bạch Long Tử nên duyên ai hảo. Nay thương chàng cốc khẩu khổ thân, vậy ta mau lại đáo dương trần trước cứu bạn sao vậy cán lệ. Dạ khoan, dạ bẩm công nương, Bạch Long Tử là người dương thế, còn công nương là Bích Phụng ở Thủy Cung, nếu ra đi phải quá dạng cải hình, còn em xin được theo hầu cho có bạn. Hay á, tỷ nhi hãy mau biến hình đổi trang, ra nơi trần thế cứ núi Phùng Hoàng, để ta đợi chàng tí cứng luôn. Thầy tớ đồng hành cải biến dung dùng rủi tìm đường về nơi tận chốn ái quan, khổ thai hôm nay đành cam tới với thầy thất lạc hai phần, đường đi lắm nẻo quanh co, ôi bụng đói cào mà cái cổ thì nó muốn ho, nếu ho thì ắt phải ly to, dục mã lừa xong giải phá muôn binh tìm đường về chốn ái quan. Ai nghe tiếng ai xa xa vang một góc rừng như tiếng chủ gia, ai đó Tổng Kỳ có phải không? Ai đó Tổng Kỳ ở đây, lần xem thứ coi cái ra là ai. Cậu ai Tổng Kỳ, em chết đói mấy ngày rồi, tôi chết em rồi. Cậu ơi, em có sao không? Dạ không sao hết á, sắp có trăng rồi. Trời ơi, cậu hăng máu được theo ô lợi hết, còn em đây máu nó phát hăng bị giặt rượt chạy muốn nhăn răng. Thôi cậu ơi, cậu cháu mình tìm lối khoan khoan, thầy giờ tới một đường dung rủi đi cậu. Ta những mảng nước sông trận tám, nào về đậu thất lạc ba quân, đợi hắc đạt dục gió xa chân, ta mắc cái lọt vào cốc khẩu. Tổng Kỳ ơi, ngựa hết cỏ ỉ chân không giờ gót, người hết lương ta khô nổi lên yên. Sao cậu? Nhưng muốn danh thơm sanh tự chớ ưu phiền, mau khai đường máu triều đường tiến mã. Chính tôi lên, ta mau kiếp mi nói đường xưa đồng má hồi quy. Lần đi trong tối tăm, em đã thuộc kia là con đường tiểu lộ, để cho em này dẫn đường cậu cháu mình về đại đường. Theo em. Trời ơi, người ta voi dài tôi. Sao? Nè, hả? Mày làm gì mới chận đường rồi vậy? Không biết mà hả? Ta là ăn cướp ở núi Phụng Hoàng Sơn. Rồi chưa? Nè, ăn cướp con gặp ăn cướp cha rồi. Hả? Ngươi là ăn cướp nữa hả? Chứ sao, cậu ta tại núi Ngọc Chuối Sang. Mày đi dài. Cô ta? Cô mày à, kêu cô mày đi. Rồi chờ đợi nghe không? Dạ thưa cô. Điều chi? Cô hào. Để đó cho ta. Quá. Nghe ta nè. Dạ thưa cậu. Điều chi? Có con gái. Gái sao hả? Gái sao? Đón đường. Chết rồi. Xe mi ra, dục tuấn mã bồn ba thượng lộ. Lượng mi như sơn nguyệt giao đầu, nhãn quan như ngọc chiếu thủy châu, bộ tướng tỷ như thân đầu điểm tuyết, ở này người kia có ta. Người
ơi, ở đâu sông nước phòng dục gió muôn cương, thiếp đói nhìn lẩm lẩm quay phong, tường danh tánh hà cư hà xứ vậy. Ngã thông xuất hùng binh bố liệt, nệ vẫn chi triệt lộ hà vi, bộ hằng ta đang dục tốc buôn phi, dù cớ mi cản hà cảm vấn. Muốn hỏi thì nghe ta nói đây. Nói đi. Như ta đây trước kia ngọc tuyết lãnh giang danh quay thế, kim quy đường thông xuất tây chinh, ta kính phàn nương là mẹ ta là dưỡng tứ minh linh, ngã tánh tiết ứng luôn danh tự. Ồ, tiết ứng luôn à? Tên đẹp dữ à. Không cần nàng khen. Ồ, tên đẹp thì tôi cứ khen. Ta không cho. Tôi cứ khen. Ta không cho. Tôi cứ khen. Ôi, tên tốt dữ không? Nhĩ tánh tiết gia chi ngữ. Vậy chứ ngọc tuyết sang đã có áp trại phu nhân chưa? Kim tước sàng còn động chức quan ương hay là chưa thả lá gieo đào vậy hả? Lập công nghiệp dĩ thành nguồn phối, linh phụng sàng kém khuyết mỹ nhân, châu trần thành là thảo đầu sơn, cuộc lương duyên là kỳ tâm chi cuộc, nên mẹ cha ta chưa định. Ồ, chưa định à? Mai dữ ha. Mai là mai làm sao? Mai gì? Đó chưa nơi kết tóc mà. Còn đây thì cũng chưa chốn xe dưa. Tiếp muốn tạo lửa hương cho ấm áp cõi lòng. Đó chưa vợ. Ta chưa vợ. Còn đây chưa chồng. Thiếp cũng không có chồng. Chắc có lẽ tơ hồng khiến xui gặp mặt. Thiếp nhìn nhìn chàng áo não tâm can rung rời tay chân, ước mơ tổng tơ sẽ thành. Cảm thấy tiếc gia lòng này yêu đương, xin tiếc gia chớ phụ lời, nặng ríu lòng nên mới tỏ phần. Chuyện ngày kia chưa có nên trẻ ngà cười. Đó trái anh hùng cùng là thuyền quyên, cùng đẹp mối duyên bánh miên, chúc mai sắp ngắn cơm. Ơi hay là vô tâm, thoáng nghe qua rất là dương tai. Càng bài con gái gì mà vừa gặp trai nè, buông lời trêu cợt là thay đó với đây, đâu phải chuyên tấn tần. Bởi thương đó khuyên tiếc công tử chớm vũ lời, mà làm cho lỡ dở sự mai. Đây chỉ đó xứng thai có chi đâu là nghe sắc thay tài nè, mà chàng lại chẳng chịu ơi. Đến cho tuổi qua niên của đôi mình lại phải trôi mau. Thôi thôi nàng tranh cho ta mau kiếp dời dần, để tìm đường về nơi đồng ma tống kỳ, thì tớ ta mau lướt dập về đại đường. Á khoan bà công tử, thiếp không thả lá sao lá trôi dòng ngự, không quấn chim sao chim đến giường đào. Thảo nào thục nữ gặp anh hào, sao mà chàng hờ hững vậy? Thôi mi đi, hạt đâu sánh với gà lòng một lũ, cọp đâu kề với thỏ nọ một chuồng, vì lấy thước đo làm sao biết trời nọ tròn vuông. Cốc mấy thuở chạy đua hơn ngựa, mà mi hồng vô ích. Thiếp lấy lời thêm ạ. Chàng nhục mã nhiều điều, biết tôi là ai không? Mi là ai? Anh tôi là Ô Lợi Hắc Danh Đề, thiếp hảo tử mỹ danh thần nữ. Gặp kẻ thù rồi. Sao? Anh mi là kẻ thù của ta, nguyện đều ta có cho há thâm thù. Tống kỳ mau kiếp lấy đầu con nữ tướng Tây Liêu. Xin tôi lên. Đi nhi cô cháu ta ra tài cho biết hết. Thank you.
Chiu. Ai cho mày nghỉ mệt? Đánh nữa. Đánh. Ê, đánh thì đánh chứ sợ ai. Đánh nè. Đánh. Trời ơi, chết rồi. Bị bủa phép mạng chung dị tuyệt. Nàng đào thân thọ ô hô, tận thôi thị vô phương, tiệt gia cam thọ hại rồi trời. Cậu bị bắt rồi hả cậu? Cậu bị bắt rồi. Để em trả hãy cho nữ tặc giảm dụng cái thần thông, sống chết vẫn một lòng. Coi đây, mau tạm đường mình lặn. Tống Kỳ, Tì Nhi, dạ. Mau bắt hắn lại. Rồi, vì cảm sát nghe danh họ Tía, muốn thử tài cho rõ sức hùng anh, nên ta nói dối mình là em của Ô Lợi Hắc, chứ thật sự ta là thần nữ, có tiền duyên cùng Tía ứng luôn. Sao? Nàng nói thật, nếu nàng không phải là người Tây Liêu, nếu không phải là em của Ô Lợi Hắc, thì được, tôi hứa được. Nè, tôi nói thiệt nha, ngoài tôi ra đó có ai mà nói cho cậu tôi nghe đâu. Ngoài tình cậu cháu, tôi còn làm may đã ba đời rồi đó. Như tôi làm may đây á, trai không vợ tôi nói cho có vợ, gái không chồng tôi nói phét sẽ ế chồng. Lộn, gái không chồng tôi nói phét sẽ đắc chồng. Tôi nói cho kẻ bắt hiệp người nam, tôi nói cho trai tần hòa gái sợ, duyên ai giàu lạc lẽo tôi nói phét mặn nồng. Dẫu cho ai mặc nám da đen, tôi dồi mài thét mặt mày nó chảy máu. Vậy là chết người ta rồi. Đâu sao, nó chảy máu sức nghệ vô lạnh trắng chứ gì. Vậy hả? Được rồi, ta sẽ cho mi mời công tử ra đây, ta lánh mặt rồi bao giờ mi mới trả lời. Dạ. Tôi giả tiếng gà kêu gọi. Tiếng gà gọi. Dạ. Được. Tì Nhi. Dạ. Cô cho quyền em. Tôn lĩnh. Dưới quyền sai khiến của Tổng Kỳ. Nghe chưa? Mi bây giờ là ở dưới quyền sai khiến của ta. Hãy nghe đi. Trịnh trọng vào trong, mời Tiết công tử đến đây. Tổng lĩnh. Nhận lệnh. Tại sao còn trói cậu ta? Chứ sao? Mở trói cho ta. Mở trói hả? Vâng. Đưa đi, thẻ lên. Đó. Rồi. Được. Đi chưa? Vô hả? Đi. Hết phận ha. Vô à. Đi. Tổng Kỳ. Dạ. Tại sao ta bị bắt giải về đây? Còn Mỹ được thông thả ra vào, vậy đầu đuổi sự thật như thế nào? Chớ dấu gian khai bài sự thật. Công tử giao tranh bị thần nữ dùng tà thang phép thuật, cậu bị thành thần thọ phược. Em ba giò ngã bốn chẳng em bỏ vòng, tiếc cho ta một lòng tin cậy, còn bị chỉ lo cho mình toàn vẹn. Đi chung một đường thầy tớ gặp nguy nạn, mi tắt nẻo buồn phiền. Công tử trách thế là đã quen em rồi, em chạy đây là em chạy kê chạy mưu, em chạy tuôn về tại chôn đại đường, bao tin này cho phàn chủ soi đặng hay.
Dạ, bà liền đem đại quân đến, đại chiến Phụng Hoàng Sơn đã toàn thắng dễ dàng, thâu phục về cho Đường Quốc rồi. Vậy mà mi không nói trước, để ta phải sách làm, soi mẫu ta hiện giờ ở đâu? Dạ bà, dạ, đang kiểm điểm ba quân tướng sĩ. Dẫn ta đến bái mừng mau. Dạ khoan. Dạ bà biết công tử suốt mấy ngày chinh chiến mệt nhọc, đói cơm khát nước. Bà sai em lo cho công tử, bà lo kiểm điểm ba quân xong sẽ giáp mặt. Tổng Kỳ. Dạ. Ngươi hãy vào dẫn thần nữa đến đi, cho ta tự tay chém đầu rửa hận. Xin tuân lệnh. Sao mi không đi? Dạ thưa cậu, cậu mới biểu em vào nắm đầu nó hay nó nắm đầu em. Gì? Dạ đâu có gì đâu. Dạ em cũng giống như cậu nha. Ta hiểu rồi. Thì ra mi là kẻ quý tự tham sanh, đâu bọn Thảo Khấu cường sang. Dạ đâu có. Xưa em là kẻ lầm đường lạc lối, nhờ bà dẫn dắt về nẻo Quang Vinh, thì em có ngu dại mà quay về con đường tà đạo đó nữa đâu. Thế tại sao ta bị giam giữ còn nhà ngươi được thông thả ra vào? Dạ vì thần nữ muốn em vào đây làm mai công tử cho thần nữ. Rồi ngươi có bằng lòng không? Dạ em không từ chối. Ngươi không biết nó là em của Ô Lợi Hắc sao? Dạ không đâu, vì cảm giác động tình nên nói dối là em của Ô Lợi Hắc. Kỳ thật nàng chỉ là thủ lĩnh núi Phụng Hoàng. Nhưng là kẻ địch thù thì làm sao thành trong vợ? Dạ thưa cậu, bà có dạy ta nên thêm bạn bất thù, hơn nữa cũng để giúp nàng thoát cuộc đời Thảo Khấu Lục Lâm, chẳng những là điều hay mà cũng giúp cho công tử tròn trung hiếu nghĩa. Bằng không cậu sẽ có ba điều hại. Ba điều hại? Này. Dạ. Lợi hại thế nào nói ta nghe. Dạ em xin nói. Nay bọn Tây Liêu đem binh xâm lấn biên cương, cậu thọ chức tiên phong, chưa trừ xong giặc mà bị chết ngoài biên thùy, không tướng chống ngăn Tây Liêu sẽ thôn tính đại đường, có phải cậu mang tiếng bất trung không? Bằng ngược lại, cậu còn sống trở về tiếp tục trên đường binh phi tặc, báo đền ơn dân nợ chúa là tròn chữ trung. Hai là Phàn Nguyên Soái nhận công tử làm dưỡng tử Minh Linh, cân nhắc lên chức tiên vương. Nếu nay công tử chết, bà thiếu mất tướng tài, ắt phải thất trận vì không làm tròn bổn phận, thì chiếu quân pháp chém đầu bà thì công tử phải bất nghĩa. Bằng ngược lại, ưng thuận thần nữ còn sống trở về giúp cho bà một cánh tay tảo trừ giặc dữ, phải là tròn nghĩa hay không? Còn điều thứ ba là hiếu. Nếu cậu ưng thuận thần nữ nên duyên chồng vợ, sau này sanh con thêm cháu đó, nói dòng dõi tông môn. Ngược lại, ông bà quá dạng, chỉ có cậu là con trai duy nhất, mà nay cậu không vợ không con, cậu chết như vậy là tuyệt tử bất hiếu. Cậu tuyệt tử bất hiếu không nói làm gì, em cũng chưa vợ chưa con, em chết vì là em bị tuyệt nọc. Người nói có lý, ta nôn nóng muốn trở về Đại Vinh, rồi quyết cùng Tây Liêu sống mái. Thôi được, ta tạm thời giao ước, chờ thư qua cùng soái mẫu của ta. Nhưng ta đã xa cơ, giờ lẽ... Thôi được, cậu yên tâm, thần nữ sẽ đến đây tạ tội. Công tử đừng lo nhục nhuệ khí anh hùng. Nè cậu, làm quay lên đi. Làm quay hả? Làm quay lên. Được rồi, để cậu làm quay. Đó, quay lắm đó nha. Nè, đợi em chút xíu nha. Dạ xong rồi. Trời ơi, hồi nãy em nói với tiểu thư, gà gáy ra không chịu ra, đợi gà kêu ổ đẻ mới ra. Dạ xong tất cả rồi. Dạ bây giờ cậu em tiểu mợ vô nắm tay. Vô nắm tay hả? Dạ. Tổng Kỳ. Dạ. Được rồi, ta vô à nghe. Dạ vô đi. Ý, nhưng mà Tổng Kỳ ơi. Dạ. Sao ta run quá? Run tức là sợ đúng không? Sợ tức là đang hà hộp phải không? Được rồi, tiểu thư yên tâm. Bây giờ đó, tiểu thư nắm tay ha, cắn lưỡi, nín thở là xong mọi chuyện. Ê, đâu được. Quên, cắn lưỡi chứ sao. Nắm tay, nín thở là xong mọi chuyện. Vậy thì có gì đâu mà khó. Ta vô à nghe. Nắm tay, nín thở. Ai đó? Dạ
em là ai? Dạ, em là thần nữ. Vào đây để làm gì? Em vô đây để nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay Tổng Kỳ. À, trời ơi, nắm tay tôi làm chi? Trời ơi, nắm tay công tử Lục Lăng thôi chứ nắm tay tôi làm chi? Trời ơi, ổng dữ quá à. Ta vô gặp ổng, ổng nạt một tiếng cái quên hết trơn. Thôi em biết rồi, trai lớn lên chưa vợ, gái lớn lên chưa chồng. Cậu em mắc cỡ á, thôi được rồi. Dạ, thưa cậu, kêu cậu em lui. Dạ, Kỳ. Dạ. Ta với mi như hình với bóng. Ta ngồi đây, mi phải đứng đó, không được đi đâu hết. Dạ. Nghe chưa? Dạ nghe. Ta ngồi đây, mi đứng đó, không được đi đâu hết. Không được đâu, không được đi đâu. Nghe chưa? Dạ. Nhìn nè. Dạ. Ta ngồi đây, mi đứng đó, không được đi đâu hết. Em hiểu ý rồi. Dạ thưa phép, dạ xin phép cậu em lui. Dạ xin phép mở, em lui. Anh Tổng Kỳ, anh mạnh dạn lên mới được. Nắm tay, nắm thở. Dạ. Ai nữa đây? Dạ em. Em là ai? Dạ em là thần nữ. Vào đây chi nữa? Dạ em vô đây để nắm tay. Nắm tay ai? Nắm tay công tử. Nắm tay ta. Muốn nắm tay ta thật à? Muốn. Thật không? Muốn. Nè, nắm đi. Tiếc công tử, nơi trận chiến thiếp không dễ bài cặn kẽ. Vì đến đây, thiếp xin kể chàng nghe. Muốn thử sức đó, nên thiếp mới dối mình là em của Ô Lợi Hát. Chứ thiếp đây là thủy cung giới hải tiên thần nữ. Vì mối thề xưa đã thấm nguyền, thiếp với chàng thất nhật quà duyên. Đây với đó là duyên tiền định. Tình nương thoáng nghe qua lời vân trời cao khiến tôi nên sắp bài duyên số. Chỉ e pháp hình nghiêm mình thân mâu chẳng tha, đành phải cam gia hình. Bởi không nghe từ thân đề thương suốt chinh, dương phép màu hòa hôn u ám. Kết duyên tấn tần đôi ta chỉ có bấy ngày, mà chẳng thưa qua từ thân. Sắc bền lâu. Tình nương ơi, một lời hứa nên duyên dài ngầu. Ba tiếng thề kết nợ thiên thành, anh nguyện ghi khắc vào tâm. Xin em chớ bâng khuâng và ngọc cô gia thuốc bất cáo của mẫu phòng khi có
lùi để anh về tỏ thật với mẹ cha. Em nên gắn đời tính lành, khuyên nàng cố gượng sầu nuốt thàm. Tiếc lắm, tiếc lắm ơi em vẫn chờ. Tiếc lắm vẫn ngang hồng cam đành, phải chịu cảnh sầu cho trọn niềm. Em gắng đợi chờ ngày đón dâu. Nặng gánh tương tư thắt thẻo trong tình, ngày lại qua ngày ngủ dài vẫn chưa biết nguyện. Xin cha nhanh trên đường về thiên lý, ngài trở về đây là ngài phao cưới nổ vàng rời. Lời hứa hôm nay như gắn chặt duyên hài, khuyên ai chứ phụ lời chung thủy, ráng đợi chờ ngài tay sẽ cầm. Học đòi thái đen đổi trắng, tình của đôi ta là tình vĩnh cửu, keo sơn gắn chặt cho đến muôn đời. Chờ nhịp núi cầu ô tình chàng ngư chức nữ, mới mong muốn sương dày ước mi quen lệ sầu. Dù mình chia xa lòng ghi mãi thương yêu, chưa mềm môi yêu đương đã vỡ tan dùng trái sâu. Trời đành bắt phân mình sao ngắn qua, mới vui kết xuân dày tiếng yêu chưa trọn lời. Trời buồn mưa thu tình khúc phải chi ly, nguyện thề câu chung thủy đến suốt đời không. Chàng về tiếp ở đôi ta phải đành cam đuôi ngã đuôi đường. Từ bấy lâu nay gót ngọc chưa hề rời khỏi cửa, đến nay 18 trăng tròn mới chọn được bạn gối chân. Thôi từ đây nuốt sầu phòng the khép kín, bỗng ngại bên tường tiên bước mong.
sợ đánh ngang xuôi cho tình gian dợt, sầu tương tư dòng lệ cánh trang hoa. Là rượu anh đính hôn nàng, bao đau thương lê sầu ước mi tuôn tràn, ngồi khóc biệt ly, buồn ngồi nhìn nhau giọt lệ sầu đau buồn thương chán chưa. Khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên nhau, bao luyến lưu ân tình ngày nay suốt đời ghi, xin gian cao dài chứng minh cho tình đôi mái đầu xanh. Bùi ngùi nhìn nhau ôi nghe đau xót. Khi phút giây ta lìa xa, giọt lệ sầu đau buồn rơi chán chưa. Khi nhớ nhau xin đừng quên kêu tên nhau, nay cách xa ôi đau lòng quá ngắn hoài, xin cho ân tình mến thương nhau hoài trên quãng đường dài. Giờ mình nhìn nhau ôi nghe đau xót. Trong lòng lưu luyến xót xa. Cùng phiến tướng máu nhuộm giáp bào thay với trận chiến, tàn cơn binh biến mà dương tướng luôn cũng biệt dạng chốn xa trường, chẳng quyết nữa dần tình tính nhàn vẫn nghe bạc tông. Hằng nước thù nhà nắng chiếu đôi vai, thề quyết một ngày cùng ô lợi hắc đối đầu tử sanh. Tiệt đinh sang phu quân dẫn nước đã đoan, chẳng nhớ phu quân giảng lý đăng trình, dẫn chuyến quân lương đêm ngày vất vả, chắc lòng cũng chẳng
dặm niềm thương lễ quê này đông mau lửa đàn tên. Thiên ôn địa ám giải trùng dây con lạc đến Phụng Hoàng rồi ngộ nữ tướng Cường Sang, con Sa Cơ bị bắt đó mẹ à. Rồi sao con về được đây vậy con? Dạ thưa mẹ, nó sao? Dạ nó buộc trẻ phải gái duyên cầm sắc. Rồi con nghĩ như thế nào? Dạ thế nào? Dạ túng thế tùng quyền cho nên con cứ cấu cải kim để sống về đây gặp mặt Lĩnh Nghiêm, dù tha giết con đây cam chịu. Hay chốn luôn. Con là người từng giao huấn công môn, văn võ lão tông sử kinh tao luyện tam càn ngũ luân sách đèn mài niệm. Tao lại bất tùng phụ mẫu chi ngôn. Tội của con mạo mạn xoáy đường trộm lệnh xuất kinh đã khiến bao người chết thảm giữa kiếm đao. Tự đại ngông cuồng làm chi hại đường binh. Đó là một tội còn gia tăng thêm tội thứ hai, thầm lén trao tình đến ước hôn nhân, tự ý chuyên quyền không đợi lệnh mẹ cha. Tùy mẫu thân quyết định, sống chết sanh tồn còn không dám than gian. Quốc pháp ban hành không chỉ kỹ chỉ thân, định phan xoay đường bàn lệnh khai đào. Võ đa quân dẫn ân luôn phát trường sứ trắng. Thôi quy rồi hổ ơi, chiếu quốc pháp phàn Nguyễn Nhung nghiêm quân lệnh, thầy thì chốn phát trường tiết công tử sẽ thọ tru, làm sao bây giờ hả? Tần Hân, hả? Bây giờ anh hãy kéo dài dây khúc hành hình, tôi chạy báo tin dữ cho thế tử Tiết Đinh Sang cứu nạn. Được rồi, lẹ đi. Hồ biển. Quân binh kim đào chính tù, quân lương kiếp màu cháy sàn. Biên thủy binh tướng đang giao tranh, cần lương cần gồm giao kiếm đao diệt trừ phiên nô. Dừng bước ba tiết bổng quang. Dừng bước ba tiết bổng quang. Đạo nhân hổ, chuyện gì khẩn cấp dục giả bước lộ trình? Tai biến xảy ra rồi, huyền soái nói trận lôi đình. Em ứng luôn công tử, chiêu quốc pháp phải thọ tru chẳng gì tình thiên. Như sét đánh ngang mài, ta không thể kiên trì. Lệnh truyền cho phó tướng
giữ quân thảo hộ tống về sau, ta cứu ứng luôn. Xin dời gót. Đã đến giờ hành quy. Đao hạ lưu nhân. Ưng luôn. Cha. Ưng luôn con. Cha ơi, chết con rồi cha ơi. Đao buốt tâm hồn à. Con thỏ Hà Thu ứng luôn đã làm chi phạm tội quân hình, để mẫu tử con đoạn nghĩa tình thâm. Con không thể khoanh tay nhìn liêu tướng khinh khi đường ban hết anh nghi tài tô bưu độc ô lợi hát cướp hải quan. Con cái linh đôi đầu mẹ an bình bất đồng, lòng trung nghĩa cao vời tận giả báo quân ân, sao nỡ đem ra chém trong lý vẫn có tình. Đã đến giờ hành quyết, xin bảo giá quan cho chúng tôi đi thi hành quân lệnh. Cha, cha cứu con, chẳng lẽ trên đây con chết sao cha? Rồi đào quân thi hành quân bãi pháp trường. Rồi đào quân bãi pháp trường. Bảo gia quân, xin ngài đừng để chúng tôi đi khó xử. Cứu con cha. Xê ra ta dẫn luôn về Nguyễn Nhung định liệu. Bảo gia quân, xê ra đưa lại. Xê ra. Dạ, đường trào thế tử, dẫn lương quan danh tiết đinh sang, hộ tống đoàn xe lương thảo đung trăm xe, đến quan ải hiên dân công bộ. Chào quan nhân mới về, quan nhân vì nước chẳng nài gián khổ, nên công sẽ hưởng vinh quang, hơn hổ nhị vị. Dạ. Yeah. Kiểm quân lương túc số bá xa, báo bổn xoay ghi công nhất điểm. Tướng lên. Quan nhân. Dạ. Quan nhân đã lao tâm vì trách nhiệm ngày đêm vất vả trong lộ trình, bổn soái cho người trở lại hậu dinh để dưỡng an quy thề. Nhọc nhằn có là bao khi nỗi đau trầm chất, sao bà đoạn dứt nghĩa can thường, không xót thương thâm mà tình. Nghe lời than trách chiến lê quê xe lòng à, tiếp đà có lỗi làm chi để cho quan cầu lòng. Kinh thơ thiếu trung mà để lòng chắc ghi á, công sanh thành nhưng nghe vương nuôi, vì sao bà đem mứng luôn gia hình. Vì nghịch vì khinh thường kiêu pháp công nghiêm trừng, tôi làm tròn quyết không dùng tình à. Nhưng còn tôi tình cha con à, cần biết con đã dương tội. Bổn soái đây say chưa tương đương đầu với Ô Lợi Hắc. Điêu Nguyệt Nga bị bửu tang phải thọ thương. Nếu tôi xuất binh e chưa tương phải thọ ương. Ngày sáu khắc đêm năm canh lo nghỉ kế.
nghịch tự ứng luôn, nó chẳng nghĩ suy cho kỹ, ý sức mình không xét lợi hại của Tây Liêu, nó ra quân khiến cho tướng bại binh thua. Riêng nó bị Ô Lợi Hắc vũ vào cũng Hoàng Sơn lãnh, gặp nữ tướng Sơn Dương là thần nữ, bị giam cầm rồi tự ý kết duyên. Cái tội bất hiếu bất trung lại còn quý tử tham sanh, hai tội đó khó dung nên trảm quyết đáo dò. Vâng, tôi xin khuyên soái à, thầy xin à, giảm trận lôi đình lượng hải hà nhiêu dung à, cho dưỡng tự ứng luôn xét xa gặp cảnh suy vong, làm danh tướng không lẽ phanh tay ngồi nhìn, nên cái lệnh của bà trải thân bồi đắp cho gian sang. Ui đi quan nhân đừng binh nó, nghịch tướng luôn đã phạm luật hình thì phải trị trừng, không thể vị kỷ vị thân. Bà cho tôi xin đi soái thê. Ông chứ gian xin đừng trần ngôn đến việc này, nó mang hai tội tài trời, theo quân pháp không thể thứ tha. Xoay thế nè à. Ý của tôi đã quyết định rồi, cần phải xử việc nhà rồi sao mới toan việc nước. Bà chỉ quyết đoạn tình mẫu tử, bà đem chém mứng luôn bờ luôn ơi luôn ơi, chết con rồi con ơi. Luôn. Dạ. Mẹ con chí quyết giết con rồi đó luôn à. Cha cứu giùm con đi cha, chẳng lẽ cha về đây mà cha để con chết sao cha. Luôn ơi. Dạ. Con chỉ là con nuôi thôi, mà sao hoàn cảnh của con giống cha quá luôn à. Vậy hả cha? À, ngày trước cha gặp mẹ con cũng vậy, mà sao bây giờ bà lại chí quyết giết con rồi đó. Dạ. Thôi thì để cha vào cải luật cứu con cho trọn tình phụ tử nha. Dạ con đội ơn cha. Võ đao nán lại chờ ta. Bây giờ con chóng mắt con coi cha. Cha bước vào trong cha kêu Phàn Lê Quê soái thề, mẹ con sẽ khoanh tay giả liền cho con coi. Coi cha nghe không? Phàn Lê Quê soái thề, tôi quan nhân. Dạ. Chuyện gì vậy quan nhân? Xong chưa về yên nghỉ? Nghỉ sao yên soái thề? Tôi vào đây xin bà suy nghĩ thương lại cho con đó nhờ. Người quân tử xếp trong can kỷ, cũng lắm phen ngộ biến tùng quyền. Tôi xin lỗi bà, nếu hôm nay bà bắt tội trẻ nó tự chuyên, nhưng sao thuở trước không tự phạt mình là tử chủ. Bà tri kỳ bỉ nhưng bất tri kỳ thử, bà bắt tội người ta mà sao không xét lỗi mình vậy à soái thê. Quan nhân. Dạ. Tôi tử chủ làm sao? Tôi lỗi gì vậy hả? Bà cho tôi nói không? Thì ông cứ nói. Tôi nói hết à nghe. Có lẽ lâu ngày bà quên rồi, tôi xin nhắc lại. Quên? Vâng. Tôi quên à? Phải. Ông nhắc đi. Rồi tôi nhắc. Nhân thân của bà là tổng binh Phàn Hồng, tức nhạc gia của tôi, tiền Nhật Hàn giang quan trấn thủ. Tôi đây nãy vi nguyên soái của đại đường, tôi cùng cha bà mặt trận tranh thương, ông thất thế chạy về bế ải. Lúc đó bà đang học đạo ở trên non đó. Bây giờ tới bà đó nghe bà. Bà nghe tin cha bị thương, bà nóng lòng tả thầy về ải, quyết chí báo thù cho cha. Đúng rồi, làm con phải báo phụ thù. Có hiểu quá à. Nhưng mà bà ra trận, bà gặp tôi, bà nhìn tôi hỏi cái, bà đánh đâu có nổi. Bà mới Ông. Dạ. Ai khảo ông mà ông nói gì? Ai tra ông mà ông khai vậy ông? Thì bà cho tôi nói mà. Thì ông cứ nói. Thì tôi tiếp tục nói à... Nè, nhưng ông nên nhớ rằng đây là chốn công đường, muốn nói phải lựa lời mà nói nghe ông. Rồi, cho nói trận hỏng trước rồi. Bây giờ tôi tiếp tục nói nha. Nói đi. Bà mới bài chuyện gái sắc trai tài, bộ cái tình chức nữ ngưu lang. Tôi đâu có chịu bà. Bà mới tuế phép thần thông mà bắt trói tôi, ngộ biến tôi phải tùng quyền. Tôi với bà mới kết chữ lương duyên, noi gương trước kẻ sau nó sanh sự. Cái này tại mình mà soái thê, mình là người lớn lại khai đường mở lối, cho nên ngày nay con với dâu mình mới bắt chước mẹ cùng cha.
Tôi hỏi bà, tại sao lỗi của mình thì bà lại bỏ qua, bắt tội trẻ đem ra mà chết là nghĩa lý gì? Trả lời. Hả? À, thấy chưa cha? Quan nhân. Dạ. Ông chớ nhắc chi chuyện cũ, phòng toan lắp mất lỗi sao? Tôi chẳng niệm ý tình, ông đừng phân gan tất. Cầm ẩn soái muốn không sơ thất, chấp phép quân thiếp phải phân minh. Con ở trong nhà tự ý tư tình, người ngoài ngõ lưu tâm chê nhạo. Tôi đồng ý. Quan nhân. Dạ. Ông với tôi mà ông đem so sánh ứng luôn và thần nữ coi sao được? Xóa thê, tại sao vậy xóa thê? Ông vốn mà đường trào thái tử. Đương chức. Tôi nãy di kim mã ngọc đường. Đúng rồi. Thầy tôi có nói rằng. Nói sao? Tôi và ông nợ ba sinh xe muối chỉ hồng. À. Duyên bình thủy kết dòng chỉ đỏ. Tôi biết ý xói thê rồi. Bà mới nhắc khéo tôi về cái chuyện môn đương hộ đối chứ gì. Vậy chứ sao ông? Vậy tôi hỏi bà nghe, thằng Tiết Ứng Luôn trước kia chưa phải là con nuôi của mình, nó làm nghề gì để nó sống? Chủ trại Ngọc Tuyết Sang. Còn con thần nữ ngày nay làm nghề gì để mưu sinh? Thảo khâu ở núi Phụng Hoàng. Thì đó, thấy người lớn nó soi gương cho trẻ nhỏ, lỗi bề trên cứ bỏ rồi bắt tội con thơ. Như chúng mình đây là ngọc đường kim mã sánh tóc tơ, còn thần nữ Ứng Luôn thì cướp đảng cường sang nó dày duyên cá nước. Hãy con quan thì lấy con quan, còn móc túi thì lấy giật đồ vậy hà. À thôi, quan phu chưa có nhiều lời gian can, nghĩ tình nhà mà lỗi bề tôi chúa. Ta biết cầm luật chiều đường thì chưa có nhiều điều sai quấy. Xin giảm nỗi lỗi định xoay thề ôi, nhiều dung mà cho âu từ. Bà đoạn lòng nào đem nó ra truyền lệnh chém ma. Tuy biết rằng giáo tử cho nghiêm, cái quyền trị răng do ở nơi bà. Ông nè, ông biết vậy thì đừng có nhiều lời gián can. Ôi ông nên về nghỉ đi, chớ có nói dòng dài, tôi e rằng tội ấy chạy nọc đến ông. Dạ, thần nữ cử đại đội hồng binh, thần cấp lai phi báo. Thank you.
chế dĩ đoan à trang. Bá bao kim loạn xoay đường hà cư sự bài ca
Lễ Quế này đã từng chịu đựng đắng cay, vượt trở ngại đi cùng Tiết Linh Sang nên câu phu phù. Nay ta chẳng đành tâm gây sâm cho bão giông chia rẽ cánh chim mà bằng. Lòng trống trắng biết tấm chân tình không chỉ là chót lưỡi đầu môi, rạng ngời nét đẹp tâm cao cánh sen thơm ngát không chen mùi buồn. Ứng luôn ơi, con đã gặp được nhân duyên trời định, nhan sắc mỹ miều tài lực vô song, ngọn lửa nung cao để biết tuổi vàng cao thấp, lâm cảnh đoạn trường sẽ rõ và thủy chung. Gió đã quân truyền chém ăn luôn đi ra. Sao vậy vậy nè? Con để cho tôi. Chuyện lành hay chuyện dữ đây? Dữ lành đó sao biết. Ứng luôn, tay nào cũng đánh thần nữ. Thần nữ, tay nào người nhéo ứng luôn. Vậy thì tay hãy nắm lấy tay thâm tình hai chút qua cuộc vô giông trời đông. Có chồng bà làm xuôi gái, tôi làm xuôi cài. Cưới vợ gả con bao tươi nổ tưng bừng, rồi sẽ lên đường tạo loạn thiên bang. Thất quả đạo bình, muôn dân sống thanh bình. Có vợ có chồng hạnh phúc triển